thì có hỏi là bây giờ nếu mà ra một cái vườn lan trồng mà cây để lớn lên phát triển tới bao lâu để mình bán mình xuất ra được, thì em sáng nay em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái dòng cây và những cái cây trồng bao nhiêu tháng. Xin chào mọi người nha. Thì rất là nhiều anh chị mà gọi là chuẩn bị làm vườn, với hai nữa là những khách hàng mà gọi là ủng hộ bên em lâu năm nhất ấy, thì có hỏi là bây giờ nếu mà ra một cái vườn lan trồng mà cây để lớn lên phát triển tới bao lâu để mình bán mình xuất ra được, thì em sáng nay em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái dòng cây và những cái cây trồng bao nhiêu tháng. Ví dụ như trước mắt em á, là cái dòng này là cái dòng hồng sọc nè, cái bông là rất là xuyên bông luôn á. Cây này thì nói chung là ở vườn mình trồng, cái cây này là chỉ có là 4 tháng rưỡi thôi. Có những dòng cây 4 tháng như Gia Gia là 4 tháng nè. Thì cây này 4 tháng, 4 tháng rưỡi tới 5 tháng là nó đã bán ra được rồi nè. Nó đã bông bối rồi. Nhưng mà cái dòng này bông bối của nó không phải là nó ít bông nha. Rất là xuyên hoa. Một cái dồi như vậy là có thể mười mấy cái nụ. Đồng thời nó có ở đây một chia ra một cái nhánh nữa nè. Ở đây cũng vậy nè. Đó. Thì nó cây ba lớn gì thì nói chung là nó đã có bông rồi. Đó, thì giờ nó không có nở được cái bông nào để thấy cái mặt bông nó. Đó, cái này thì nó cây này thì làm sao được 4 tháng được. Đúng không? Nó chút xíu à. Nó tùy cây. Đó, nhưng mà có những cây nó bự cao hơn thì chứ không phải là cây nào nó cũng nhỏ nhỏ gì hết. Đó. Thì cây này thì nói chung là nó ra bông thì cả này là mình xuất được rồi. Bây giờ làm lan mà trồng mà hồi như ngày xưa á, trồng một cây lan á, nó từ 8 tháng tới 1 năm. Thì do lúc đó kỹ thuật mình với lại phân bón á, thì nó cũng ít có tăng trưởng. Bây giờ phân bón thường thường á, là người ta xài tăng trưởng là nhiều. Cho nên ta nói trồng một cây cải bây giờ xịt không có nhiêu đâu. Hồi đó trồng cây cải là gần tháng, bây giờ có mười mấy ngày ta nhổ rồi. Đó, cho nên cây lan nó cũng vậy, từ từ khoa học nó phát triển, trồng cây lan nó bắt đầu là nó sẽ nhanh thu hoạch hơn. Đó, đây là những cái cây mà nó mới được có 4 tháng rưỡi thôi, nó đã ra bông bối hết rồi. Thì những cái mà đứng đọt này này nó sẽ ra hoa thôi nè. Đó, khi cây đủ lực tự động nó sẽ hoa ra hoa, thấy không? Nó nhú hai giờ đây. Nếu mà cây này á thì mình chuyển qua chế độ mà gọi là 20 điều á, cái phát hoa nó dài hơn mà nó sẽ xuyên bông rất là nhiều hơn. Đó, thì tùy theo chế độ mình đi. Thí dụ như á, giai đoạn này thì mình đi là 30 10 10, nhưng tới rồi chuẩn bị hoa này bắt buộc mình sẽ đi 20 điều hoặc là 6 3 2 3 2. 6 3 2 3 2 khi nào khi mà mình làm bông đồng loạt thì mình mới đi. Còn nếu mà mình mùa ế này mình làm đồng mình xịt kích đồng loạt nữa là bán cho ai? Cái mùa này là cái mùa vắng khách nhất. Đó. Thường thường năm là cái mùa giờ này là cũng không bị gọi là nó còn tồn đọng vườn nhiều, nhưng mà năm nay do dịch Covid á, hậu Covid thì doanh nghiệp bây giờ từ từ tới gồng gánh bao nhiêu năm là nó cũng kiệt sức rồi. Đó, thì cái đó là kinh tế chung hết mà. Rồi, đi qua dòng khác đi. Cái dòng này thì cái là cái hồng sọc. Cái dòng này thì nói chung là nó dễ trồng mà xuyên bông. Đó. Anh chị mà mua về cũng vậy nữa, về dễ chăm nữa. Đó. Nó mập lắm á, chứ không phải là vậy không, thân nữa là nó mập nữa. Đó, thì bông bối thì đương nhiên là nó có những cái bông mà 2, 4, 6 nụ, 7 nụ. Thì những cái cây này thì nói chung là mình phải cắt bỏ. Còn nếu mà nó nhỏ rồi cũng cắt bỏ, không để được. Cái này bắn bông bối mà. Thì cây nó không đạt thì mình phải cắt để chi? Để mình đó như này ba bông làm bẻ liền. Để nó nuôi dinh dưỡng, nó nuôi lại cái thân sau đó. Chứ còn nếu mà mình để nó nuôi ấy, thì nó nuôi cái bông ấy, thì nó mất cái dinh dưỡng, nó mất sức. Cho nên là mình phải bỏ nó hết. Đó, như nhỏ mình sẽ bỏ nó.
Cái trồng cái khác á, thì thường thường là cái đọt này, dưới bông này nè, là vườn lan mà nó bông bói, nó bẻ nhiều lắm, bẻ nhiều khi một thao bự, mà không biết cái này có ai ăn không à. Mẹ không nghĩ ăn cũng được đâu, tại vì vườn lan xịt phân thuốc nhiều lắm. Ở đây thấy không, đó, nó dính vậy nè, dính về là không phải là nó bệnh đâu. Này là thuốc nấm á, nó mới xịt thuốc nấm này là vuốt da sạch à. Thì cái này tưới chừng 3-4 ngày là nó tan, nó tự nó rớt hết à. Mùa mưa này thì mình phải xài thuốc nấm nhiều. Này cái bông đây nè, đó, bây giờ bành ra, bông nó cũng to lắm á. Này nó mới hé ra thì nó nhỏ, cái bông nó cũng bự lắm. Đất có duyên luôn á, màu đẹp. Còn bên đây thì cây ngọc trai đen thì nó màu đen, mà để kêu thằng em nó chèn hình vô ha. Thì cây này nó cũng chuẩn bị bông hết rồi, nó đứng lá vậy là nó chuẩn bị bông hết đó. Cây này lúc mới nhập về bên Thái á, nhập về nó xấu dữ lắm. Tùy cây nó nhập đẹp, mình khi mình về cây nó xấu đó, thân nó mập lắm chứ bộ. Nó có cây thì bụi lùm nè, nó đứng đọt như vậy thì nó ra bông hết rồi, nó cũng đang có bông lại rai lai rai. Này là em về em quay phim em nhổ lên thôi, chứ còn mà vườn lan á thì cây lan đó, ngọc trai đen nè, bông mà. Thì nói chung là mình vô vườn á, cái gì cũng vậy á, mình dòm thôi, mình đừng có mà nhổ lên về hoài. Mình vô vườn mà nắm mình nhổ lên về đứt rễ, đứt rễ thì cây lan của nó bị gọi là nó bị chững lại, đứng lại. Cho nên nhiều khách hàng mà vô vườn á, trời ơi, nắm vút xong giờ cái dắt vút nhiều khi dục nữa. Có những khách hàng mình thấy mình thấy tiếc của cây lan của mình chứ không. Đó, ngọc trai đen cái bông này nó tròn mà nó bự lắm, nó cũng mới nở à, màu đen thùi. Khi mà mình vút lên á, đó, mình nhét vô mình lại á, thì cái rễ nó bị động, cái đầu rễ nó động thì đương nhiên là nó sẽ bị đứng lại. Cho nên khi mà mình về mà gọi là về để mình mua mình chơi về á, tại sao cây lan tự nhiên thấy nó hơi bì xì chút xíu, đó là nó khác môi trường, nó khác, cái gì cũng khác. Giống như mình về một cái ngôi nhà mới đi đó, thì mình ngủ đêm đầu hay đêm đầu mình ngủ cũng đâu được đâu, ăn cũng không được nữa, nó vậy thôi. Đây cái dòng này nè, đó, bông này bông khác nữa nè, nhiều loại lắm. Thì đang bông đang nhú vòi này rất là nhiều luôn á. Đó, khi mà mình rút lên vậy nè, cái đầu rễ nó đang xanh nè, này nó xanh đen luôn chứ không phải xanh chành nữa. Đó, mình nhét xuống, thường người ta nhét người ta phải rút, nhét xuống vậy nè, để lại y chang đó, thì nó cũng không đến nổi. Còn mình vút mình nhét xuống cái nó gãy rễ đó. Là bên dòng này cái dòng khác cũng đang bông nè, đang đẹp luôn. Đây cái bông màu này bông nè, dễ thương không, để lấy quà dễ quay không. Cái này cũng là hồng sập, nhưng mà hồng sập ra rất là nhiều mặt bông. Cái này thì cũng mới bung ra thì cái bông nó không thể nào nó căng nó bự được. Đây để em dễ quay đó, thúi nè. Mùa mưa thì đương bệnh nhiều quay. Cái này nó chưa có đều mà cái bông này làm như nó bị tật rồi. Cái bánh cánh này nhỏ ở bên này thấy không, dính thuốc nấm ráo nè. Cái dòng mà gọi là cũng bông hồng sọc luôn, nhưng mà cái bông này nó khác nữa đó. Đây chết chà nó gãy. Nè đưa vậy nó dưới đây. Cái này là vườn mình bẻ không sao, chứ mình đi tới vườn tao quay kiểu này chắc tao quýnh chạy không nổi. Sẵn là dắt đây luôn.
Ở đây thì nó cũng đang bông bối rất là nhiều luôn. Bên kia nó cũng đang mở nở kìa. Đây. Đó, nó ra mặt bông khác rồi nè. Thì cái dòng hồng sọc này nó cũng giống như mini da vậy đó. Nó ra cũng hai ba loại mặt bông á. Đó, nó không phải là nó một mặt bông đâu. Thì cây này cũng đang đẹp, quá là đẹp luôn ha. Tơ.